Đó bây giờ nếu mà tính là mình mà nói đợi Bắt đi học lại thôi, còn nếu mà mình tính toán thì ok. Mất cái gì công an bắt mình. Đúng không? Mình giờ mình nói này đi. Mình nói này mình tính cái này sao? Mà hôm nay có kênh YouTube đại diện, kênh YouTube có mới gì đây. Dạ. À, rồi, bây giờ mình nói này đi. Cái này là Ngũ Chi, thập nhất Ngũ Chi, thập nhất. Năm Chi, là 11. Đâu, cao nhanh nói lại cái đó. Lưỡng nghe âm như số, thập nhất ngũ chi hiệp nhất, ngũ càng khôn, nhị thập ngũ thiên, tam thập địa. Cái này của Thiên Long Bát Bộ. Cái này là năm chi, 11. Là thập là 10, nhất là 1, 11. Yeah. Thập nhất ngũ chi hiệp nhất. Năm chi này hợp lại là nó thành mã số 55. 55 là mã số của trời đất. Năm chi, cái chi này là gì chi? À, đấy là mình đạo cho giải thích sau ha, mình nhờ bọn này đi. Mở này thôi, cái này mình để. Dạ. Cái này của Thiên Long Bát Bộ nha quý vị. Anh với là Phật. Đây, mình nói cộng đúng, viết đúng, tính đúng thì công an làm sao bắt mình được, đúng không? Dạ. Nếu mà cộng trật mà hậu hoặc là không biết cộng, không biết tính thì cũng đâu là trường hợp là phạm pháp gì đâu. Đâu phạm pháp gì. Bây giờ mình bằng đạo mời kênh YouTube Khám Phá Miền Tây. Dạ. Ba hàng chính chữ. Cộng trên xuống dưới lên bản qua bằng 15. Ba hàng chính chữ, bạn kênh YouTube Khám Phá Miền Tây có thời gian là 1 phút 60 giây để bạn viết ba hàng chính chữ. Cộng bằng nó bằng 15 á. Bạn viết được không? Nếu không được thì nó là không được. Ba đó hàng. Là 1 phút 60 giây. 60 giây đi. Rồi 60 giây đi. Ba hàng chính chữ. Rồi. Nếu bạn nó không biết được thì nó là không biết được. Nó bằng hàng. Trên xuống dưới lên bản qua vẫn bằng 15. Ba hàng mà chín con số phải không? Ba hàng mà chín chữ. Chín chữ. Mà ngủ ở giữa gì là tự quên. Nếu mà bạn biết được, bạn tính đúng thì bằng đạo sẽ thưởng cho bạn là 10 đồng. Hiểu không? Bằng đạo sẽ thưởng cho bạn 10 đồng, mà 10 đồng này là tính bằng tạ chứ không phải là tính bằng ký nha. Tạ thứ nhất là tạ An Quán Dĩ Vũ Tồi Sơn Khai. Tạ thứ hai là tạ chủ Long Ân. Nếu bạn tính đúng viết đúng thì bằng đạo sẽ thưởng 10 đồng. Ráng lên. Một thứ chín đúng không? Ba hàng. Ba hàng chín chữ chứ không phải ba hàng chín số nha. Ba hàng chín chữ. Chín chữ hả? Cái này tôi có nghiên cứu rồi. Thôi vậy thôi. Quá thời gian rồi, hết thời gian.
hết giờ này thua. Rồi. Đó, như vậy là nếu bằng đạo tính được viết đúng thì công an không có bắt nha quý vị. Này. Được không? 9, 9, 3, 12, 12 với mấy, 15 vậy? 12 với 3. Tam. Không được. Rồi, thua. Ta đi ha. Chính chức thua. Rồi, thua. Rồi. Vậy đi. Mình tính không được không có nghĩa là công an sẽ bắt mình, đúng không? Dạ, rồi. Thử. Vậy đi. Dạ, bây giờ nếu bằng đạo viết đúng, có ai nói bằng đạo khùng không quý vị? Có ai nói công an bắt bằng đạo không nha quý vị? Dạ. Đâu phải. Thì tao biết là ngủ ở giữa rồi đó. Tao ngủ thích. Bác nhất lục đúng rồi, tứ cũng vậy, tam ngũ thất bát nhất lục, ở trên xuống dưới lên lõn qua nó vẫn bằng 15. Thì ở trên xuống thì bây giờ tứ là 4, tam là 3, 4 với 3 là 7, 7 với bát là 8, 7 với 8 là 15, đúng không quý vị? Là cái này là trên xuống rồi, này là dưới lên nè, này dưới lên nè, lục là 6 mà thất là 7. Rồi, 6 với 7 là 13, 13 ở thất là 7, lục là 6. 13 2 15. Cũng 13 với 2 là vậy là 2. Vậy là 2 15. Này dưới lên. Cộng bển qua nè, là bển qua bên trái qua bên phải nè. Tam ngũ thất, tam là 3, ngũ là 5. 3 với 5 là 8, thất là 7, 8 với 7 15. Cái này là trong ngũ hành không cần. Đúng không quý vị? Cái này là không phải ngũ hành mà là cửu cung. Cửu cung chứ không phải ngũ hành. Ngũ hành là 5, là kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này là cửu cung. Nè, như vậy đó, như vậy có ai nói bằng đạo cùng không quý vị? Đó các bạn ha. Bây giờ mình quay các bạn thấy thử thách một người của kênh Khám Phá Miền Tây thử làm này các bạn. Và Cao Nhân giải lại đó. Tại hạ bái phục. Rồi các bạn có nào nữa thử thách đi, có này đi. Cao Nhân thử thách khám phá một lần nữa đi Cao Nhân. Nhưng mà kênh Khám Phá Miền Tây á, nhưng mà kênh Khám Phá Miền Tây á, giải thích không được, nói không đúng, đúng không? Nhưng mà bằng đạo vẫn cho bạn 10 đồng, tại vì bạn là người có tâm. Dạ. Bạn là người có tâm chứ không phải là thưởng. Tại vì hồi nãy là bằng đạo nói là nếu như bạn nói đúng, giải thích đúng thì bằng đạo thưởng. Cái này là bằng đạo cho bạn là người có tâm. Dạ, cảm ơn. Còn nếu như quý vị không tin thì có việc lên kênh YouTube Khám Phá Miền Tây. Chủ kênh là A Tường. Chủ kênh là thường xuyên đi kêu gọi mạnh thường quân đó. Dạ. Quyên góp tiền cũng như ủng hộ cho, cũng giúp đỡ cho những người neo đơn, bệnh tật neo đơn, những người đau ốm vậy đó. Dạ. Giúp đỡ cho. Rồi cảm ơn Cao Nhân đã rồi còn một công việc tốt là người có tâm. Dạ, ai vậy thì bằng đạo cho chứ không phải là thưởng nha. Nãy nói là khi được ngủ ở giữa là cho được rồi. Rồi các bạn, đây Cao Nhân tặng tặng tờ tiền 10 đồng tặng. Đây là tạ nha, cho. Này tính bằng tạ, 10 đồng mà tính bằng tạ chứ không phải là tính bằng ký nha. Tính bằng tạ. Tạ ăn quán Diễu Vũ Tòa Sơn Khai. Cao Nhân giải thích cái câu này cùng kênh Khám Phá Miền Tây. Cái câu này bằng đạo tạm thời không giải thích được. Không có giải thích. Quý vị nào có tâm thì này chưa tiết lộ thôi. Không có tiết lộ không biết nha. Như vậy đó ha. Như vậy đây là. Còn đây là 10 đồng tạ chủ Long Ân. Cái này không phải là tiền bạc nha quý vị. Cũng không phải tiền thiệt mà cũng không phải tiền giả. Tại vì cái tiền này á, ở phía trên là nghe quý vị xem kỹ, nó không có cộng hòa. Nó không có cộng hòa. Này là tiền, gọi là tiền căn của bằng đạo á. Tiền căn. Tiền căn. Chứ không phải là tiền giả, cũng không phải là tiền thiệt. Tao mà. Cứ lấy hai người là một mà. Rất là cảm ơn Cao Nhân. Đây.
À, quay quay. Rất là may mắn, rất là may mắn nha. Cái gì đó hả? Đó, rất là may mắn. Đó, hôm nay được căng lên tặng tờ tiền đây. Tính anh Phạm nha. Rồi, cảm ơn căng lên. Anh gì đó hả? Quá đã. Thì hồi nãy bạn khám phá miền Tây có hỏi là bằng đạo là thập nhất ngũ chi hiệp nhất đó là sao? Thì bằng đạo bây giờ cũng xin phép giải thích như vậy. Lưỡng nghi bằng đạo để ý cái tay các bạn, để ý cái tay của bằng đạo nha. Lưỡng nghi âm dương số, lưỡng nghi chỉ điểm chân đó, lưỡng nghi. Và bên đây là nghi dương, còn bên đây là nghi âm, là lưỡng nghi à, vậy thì ha. Rồi, lưỡng nghi âm dương số. Số dương á là 1 3 5 7 9, 1 1 3 5 7 9, còn số âm là 2 4 6 8 10, 9 2 11, 7 4 11, 5 6 11, 3 8 11, 1 10 11. Thì nghi dương là số dương là 1 3 5 7 9, còn nghi âm là số âm là 2 4 6 8 10. Nó sẽ cho ra là 5 cặp số là 11 11 11 11 11, 10 là thập, 1 là nhất, thập nhất, 11 năm chi, thập nhất ngũ chi hiệp nhất. Năm chi này nó hẹp lại nó sẽ bằng 55, mà 55 á thì tất nhiên á, 55 á thì tất nhiên nó sẽ bằng 10. 55 tất nhiên là nó sẽ bằng 10. Tại vì á mã số của trời đất là 55. Số trời là 25 nè. Số trời là 25, 2 với 5 tất nhiên là 7. 2 với 5 tất nhiên là 7. Còn 30 á thì 3 30 là 10, thì nó bằng 10. 2 với 5 là 7. 7 với 3 là 10. Thì nó sẽ bằng 10. À, số mã số của trời đất là 55. Mã số trời là 25, mã số đất là 30. 55 thì nó sẽ bằng 10. Thì 10 con số này nói lên tất cả. Cả vòng cầu vũ trụ. Không thêm không bớt, không thiếu không dư. Này chưa giải thích, chưa hiểu nè. Mấy bạn đang thắc mắc cái chỗ mà tại sao là 25-30 đúng không? 55 á. Tại sao 25-30 phải không? Thì đây, đây là cộng lại. Đúng rồi, bữa này có giải thích. Bằng 2, 25 nha. Ở dưới đây, cộng hết 5 số này là bằng 30. Thì dưới đây nó sẽ là 55. Đúng. Với số này. Đúng rồi. Hỏi là tại vì sao? Tại vì cái clip trước còn đã có giải thích rồi. Còn tại sao là 10, đây là 2, cộng 5 là 7. 7, đúng rồi. 3 cộng 0 là 3. 3. 7 cộng 3 bằng 10. Vẫn bằng 10. Hay quá, hay. Đó. Các bạn thấy trí tuệ của khám phá miền Tây chưa? Quá hay siêu luôn. Rồi. Vậy 10 con số này nó sẽ nói lên tất cả cái hoàn cầu vũ trụ. Rồi, mình bôi này đi. Các bạn, mình chờ bôi này ha. Hiểu ha, cái này 1359 nó bằng 25 là số trời, là số dương là trời, là số đất là 2 4 6 8 10. Hai cái thằng này nó phải đi đúng đường nha. Hai cái thằng này đi đúng đường nó mới cho ra là 5 cặp số nè. Còn nó đi khác đường là nó không bao giờ nó cho ra được 5 cặp số vậy đâu. Nó phải đi đúng. Dạ vậy đó. Nó phải đi đúng hướng. Đúng hướng, đúng đường cũng được. Đặt hướng cái là... Và 10 con số này nó sẽ nói lên tất cả. Nói rõ hơn một chút xíu về 10 con số đó. Dạ, 10 con số. Thì tất nhiên là từ cái vũ trụ trái đất này nó từ con số 0. Dạ. Các bạn cầm tay để ý đây, nó sẽ từ con số 0, bạn thấy không? Này số 0 là đúng không? Không, nó mới sanh lưỡng nghi. Lưỡng nghi mới sanh tứ tự mới sanh bát quái nó mới sanh ra muôn loài vạn vật. Là 10 con số này nó sẽ nói lên tất cả. Rồi bây giờ bạn mời bạn miền Tây viết cho mình, đề cho mình làm 9 con số nữa. Thì con số này là con số 0 rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ viết 9 con số, nó nằm ở vòng đây nè. Đúng vị trí nha, phải đúng từ đâu? Bắt đầu, bây giờ không biết bắt đầu đâu mà bạn phải viết đúng vị trí. Đúng vị trí. Đúng vị trí.
Chiến ở đâu đầu tiên? Vậy là biết. Vậy là không biết thì nói là không biết. Rồi không biết. Rồi không biết. Đây bây giờ cái này là con số 0, bây giờ mình sẽ viết 9 con số nữa là cho nó mới đủ 10 con số. Không không 1 2 3 nhấp nhẹ tông tới ngũ lục thất bát cửu. Dạ. Rồi. Thì cái con số 1 thì nó nằm ở đây. Con số 1 thì nó nằm ở đây. Rồi bạn phải viết đúng vị trí nha. Cái quan trọng là cái chỗ này, cái 1 nằm ở đây. Số 2 nằm ở đây. Khó khăn ngay chỗ này nhiều. Hai nằm đây nè. Hai nằm trên đó, một dưới mình hai nằm trên. Ờ. Đó. Coi độ. Đó, số 3 nằm đây nè. Số 4 nằm đây. Năm nằm đây. Ờ, tạm rồi. Số 4 nằm đây nè. Viết đúng mới được. Năm nằm đây nè. Số 6 nằm đây nè. Số 7 nằm đây nè. Số 9 nằm giữa chứ, số 2 nằm bên góc. Đúng rồi, chính giữa chứ. Nằm đây đó. Nó nằm nó phải xoay đúng một vòng vòng đó. Vô đây chút xíu, chút giữa này. Chút chính này. Chút 2 chút đây chút xíu. Đúng rồi. Cần nó đều, cho căng cho nó đều. Cần cho nó đều. Rồi. Bạn phải điền đúng, phải đúng cái vị trí của nó mới được. Dạ, lục. Rồi, bây giờ số 1 nó vậy nè. Số 1. Số 1 nó vậy nè. À, cái này là 9 con số này là tượng trưng cho cửu cung nè. Số 1.